Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Đối tác chốt bán ngôi sao 30 bàn trên 35 trận cho MU. Man United đã có kế hoạch dành cho Haaland. Đối tác chốt bán ngôi sao 30 bàn trên 35 trận cho MU. Và còn nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Đối tác chốt bán ngôi sao 30 bàn trên 35 trận cho MU. Hiển nhiên, mục tiêu số 1 mà huấn luyện viên Solskjaer cùng các cộng sự đang nhắm đến vẫn là Erling Haaland. Thế nhưng, trong bối cảnh European Super League đã sụp đổ, việc Quỷ Đỏ có tác đáp ứng được con số mà Borussia Dortmund yêu cầu hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Còn nhớ, cũng vì lý do tương tự mà Man United đã để mất Jadon Sancho trong mùa hè trước. Thế nên, lần này đội chủ sân Old Trafford đã lên sẵn nhiều kế hoạch B nhằm đối phó với việc một mất Haaland. Và một trong số đó có Patson Daka, tiền đạo thuộc biên chế AB Starbuck. Mùa này, ngôi sao người Zambia có đến 30 bàn thắng và 10 pha kiến tạo sau 35 lần ra sân trên mọi đấu trường, một thống kê hết sức ấn tượng. Dù đang đóng vai trò quan trọng trong đội, nhưng cũng tương tự Haaland, Starbuck vẫn sẵn sàng để Daka rời đi nếu thu về được một khoản phí chuyển nhượng nhất định. Cụ thể, Tribal Football dẫn nguồn tin từ Starbucker Nick Christen cho biết, ông lớn nước Áo sẽ chấp nhận chia tay Daka với mức phí 25 triệu euro, một con số khổng lồ là vấn đề đối với Man United. Man United đã có kế hoạch dành cho Haaland. Mino Raiola đang nỗ lực đàm phán để giải quyết tương lai Erling Haaland trong mùa hè năm nay. Động thái gần đây của siêu cò này cho thấy, chân sút người Na Uy gần như sẽ chia tay Dortmund để khoác áo một đội bóng lớn hơn trong sự nghiệp. Tháng trước, Raiola đã có mặt ở Tây Ban Nha để thảo luận hợp đồng với Barcelona và Real Madrid. Đồng thời, ông cũng đáp chuyến bay sang Anh để gặp gỡ đại diện của 4 câu lạc bộ Premier League gồm Man United, Man City, Chelsea và Liverpool. Đáng chú ý, trong bối cảnh Edison Cavani chuẩn bị chia tay Old Trafford, Haaland rõ ràng trở thành mục tiêu hàng đầu của Quỷ Đỏ thành Manchester. Tuy nhiên, Man United đã sớm có kế hoạch dành cho Haaland. Cụ thể, khi mà Dortmund hét giá Haaland quá cao, lên tới hơn 130 triệu bảng, Man United cảm thấy con số này không hợp lý. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn bị trì trệ vì đại dịch Covid-19, Man United sẽ không vội vàng đặt vấn đề chiêu mộ Haaland trong mùa hè năm nay. Thay vào đó, Tờ Express khẳng định, Man United sẽ chờ tới mùa hè 2022 để thuyết phục Haaland tới Old Trafford. Khi ấy, điều khoản giải phóng hợp đồng 64 triệu bảng của Haaland sẽ được kích hoạt và Man United sẽ dễ dàng đàm phán với Dortmund hơn. Không phải Rai, đây mới là tiền vệ phòng ngự lý tưởng cho MU. Tuyến giữa của Man United đã đông đúc, tuy nhiên họ vẫn thiếu một tiền vệ phòng ngự đích thực. Nemanja Matic đã 32 tuổi và sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng 8, trong khi Fred hay Scott McTominay là kiểu tiền vệ box-to-box hơn là một cầu thủ mỏ neo. Quỷ Đỏ có lý do để nhắm mua Declan Rice của West Ham, tuy nhiên khi giá Rice không hề rẻ, chuyên gia của TalkSport Adrian Ruham đã tuyên bố rằng Yves Bielsma của Brighton sẽ chính xác là cầu thủ mà Ole Gunnar Solskjaer cần chiêu mộ vào mùa hè này. Và cựu ngôi sao Man United Kay Gillespie cũng đồng tình. Gillespie lên tiếng, việc đột ngột đưa Yves Bielsma ra khỏi Brighton sẽ khiến các câu lạc bộ phải trả giá bao nhiêu. Đối với tôi, cậu ấy có thể chen chân vào đội hình Man United. Bielsma đã gây ấn tượng trong suốt thời gian ở Brighton mùa này. Tuyển thủ Mali đã có 34 lần ra sân trên mọi đấu trường và theo thống kê, anh là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Theo FB Rep, trung bình, Bielsma có 3,37 pha tóc bóng mỗi trận, 1,52 lần đánh chặn và 1,96 lần cản bóng, đưa anh ấy lọt vào top có tiền vệ hàng đầu ở châu Âu. Tờ The Atlantic loan báo, mức phí chuyển nhượng của Bielsma được Brighton đưa ra rơi vào khoảng 40 triệu bảng Anh. Năm câu hỏi đặt ra khi gia hạn với Bailey, MU nổ bom tấn hàng công. Tối hôm 26 tháng 4, MU đã chính thức thông báo gia hạn hợp đồng với Bailey thêm 4 năm. Điều này gây bất ngờ cho cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ, bởi sau những ồn ào trước đó, ai cũng cho rằng trung vệ người bờ biển Nga sẽ nói lời chia tay sân Old Trafford vào mùa hè năm nay. Do vậy, có nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh sự kiện này. Hãy cùng Bão Thể Thao điểm qua 5 câu hỏi nổi bật nhất. Đầu tiên, Bailey là lựa chọn thứ mấy? Bailey đã chơi rất tốt mỗi khi được lựa chọn ở mùa giải này. Dù vậy, cầu thủ mang áo số 3 chỉ xếp sau Harry Maguire và Victor Lindelof. Kể cả khi Lindelof phải nén đau để thi đấu, Bailey cũng không được đá chính. Tính trên mọi đấu trường, Bailey mới ra sân vỏn vẹn 15 trận cho MU, trong đó có 8 lần ở giải ngoại hạng Anh. Thời gian còn lại, anh dính chấn thương, nhiễm Covid-19 hoặc ngồi trên băng ghế dự bị. Do đó, việc ký hợp đồng mới này, liệu Bailey có được đảm bảo cạnh tranh song phẳng cho một suất đá chính? Nếu hoàn toàn khỏe mạnh và đạt trạng thái thể lực sung mãn nhất, Bailey rõ ràng có quyền tự tin vào năng lực của bản thân.
anh có đủ kỹ năng để phòng ngự tốt như Maguire, đồng thời sở hữu tốc độ vượt trội so với Lindelof. Chưa kể, tinh thần thi đấu là điểm mạnh và đáng khen ngợi của cầu thủ này. Thứ hai, MU có mua thêm trung vệ hay không? Việc chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp sát cánh của Maguire là vấn đề được nhắc đến rất nhiều từ mùa giải trước. Song với động thái gia hạn với Bailey, điều này có vẻ như là thừa thãi. Bởi lẽ, giả sử MU có thể đem Rafael Varane từ Real Madrid về với sân Old Trafford, Bailey lập tức trở thành lựa chọn thứ tư. Trong trường hợp Bailey có thể đá cặp cùng Varane, Maguire và Lindelof sẽ là người thừa. Và đây thực sự là điều rất lãng phí. Quỹ lương của MU hiện tại đã quá khổng lồ và ban lãnh đạo quỷ đói sẽ không muốn tiêu tốn thêm tiền bạc vào việc trả lương cho cầu thủ không sử dụng đến. Thứ ba, tương lai nào cho Ansel Tanzebe? Ansel Tanzebe sẽ có tương lai rộng mở nếu MU bán Eric Bailly, bởi khi đó anh sẽ là phương án dự phòng cho Lindelof hoặc một trung vệ mới đến. Tuy nhiên, khi Bailly ở lại, cơ hội ra sân của Tanzebe gần như là bằng không. Nhiều khả năng, cầu thủ trẻ này sẽ được đem cho mượn ở mùa bóng tới, hoặc thậm chí là tìm đường rời Old Trafford vĩnh viễn. Dấu ấn duy nhất của Tanzebe có lẽ là màn trình diễn chói sáng trong trận thắng PSG ở lượt đi vòng bảng cúp C1 châu Âu. Anh khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi bắt chết Kylian Mbappe. Câu hỏi thứ tư, Bailly có bị chấn thương ám ảnh? Trong 5 năm qua, Bailly mới chỉ chơi 100 trận, con số mà Maguire đã vượt qua chỉ bằng 2 năm. Vấn đề nằm ở chỗ chấn thương liên miên mà trung vệ 27 tuổi này gặp phải. Marco Rojo và Phil Jones là những trường hợp tương tự, và giờ đây, một người đã chia tay MU, một người thì vẫn chưa thể trở lại thi đấu. Có vẻ như MU vẫn chưa rút kinh nghiệm từ hai cầu thủ kể trên, hoặc họ đã lường trước được và tỏ ra tự tin với thể trạng của Bailly. Bản thân cầu thủ này cũng cần vượt qua những bóng ma chấn thương để cạnh tranh một suất đá chính nơi trung tâm hàng phòng ngự. Cuối cùng, MU sẽ nổ bom tấn hàng công hay không? Bailly ở lại, MU có thể sẽ từ bỏ việc chiêu mộ thêm một trung vệ. Khi đó, quỷ đỏ có thể tập trung vào mặt trận tấn công bằng việc đem về một bản hợp đồng bom tấn khi thị trường chuyển nhượng hè mở cửa. Chưa kể, Cavani gần như sẽ chia tay MU sau khi mùa giải này khép lại, khiến ban lãnh đạo và huấn luyện viên Solskjaer phải toan tính về một cái tên đủ khả năng thay thế. MU cần một trung phong đẳng cấp nếu muốn đoạt được danh hiệu ở mùa tới. Họ sẽ không thể mãi phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của một tiền vệ như Bruno Fernandes. United và sự bền vững đến khó tin. Trong một mùa bóng nhiều biến động, Premier League chứng kiến sự kỳ lạ nhất nơi United. Vì sao và làm cách nào họ vẫn đang là đội bóng mạnh thứ hai nước Anh? Đương nhiên, như mong muốn của nhiều fan vẫn sống trong quá khứ, đứng thứ hai không phải là một danh hiệu. Tầm cỡ MU phải tự thất vọng về bản thân nếu không giành được những chiếc cúp. Nhưng đó là MU của Sir Alex Ferguson, còn với dự án dài hơn của Ole Gunnar Solskjaer, ông vẫn nhìn ra được sự tiến bộ. Đúng một tuần trước, MU đánh bại Burnley 3-1 để hoàn tất cú đúp chiến thắng trước đối thủ trong mùa này. Cái tên Burnley đang gắn liền với những tuyên truyện tích cực tại Old Trafford. Sau trận lượt đi, chiến thắng 1-0 tại Turf Moor, thầy trò Solskjaer vươn lên ngôi đầu bảng Premier League. Đó đã là đầu tháng 1 và bất chấp sự vươn lên mạnh mẽ của Man City, MU vẫn là đội có ưu thế trong cuộc đua vô địch. Rất lâu rồi người hâm mộ quỷ đỏ mới được sống trong bầu không khí này. Câu hỏi đặt ra là liệu MU có giữ được mình hay không? 3 tháng sau, câu trả lời đã có. Không. Nhưng từ không ở đây được chấp thuận khá nhẹ nhàng. MU không phải không tốt, mà là Man City quá xuất sắc. Hãy nhìn vào bảng thành tích giữa hai trận gặp Burnley của MU, cụ thể là từ vòng 18 tới vòng 31. MU vẫn nằm trong nhóm giành nhiều điểm nhất, chỉ là Man City ở một đẳng cấp khác. Trong khi Liverpool, và Arsenal và Tottenham không nằm trong số này, MU càng xứng đáng được nghe khen ngợi. Những tràng pháo tay phải dành cho Solskjaer khi ông đã trèo lái con thuyền mất cân đối với MU vượt qua một hành trình đầy giông bão. Trong những mùa trước, vấn đề của MU luôn là sự ổn định. Họ chỉ có thể thi đấu tập trung trong một vài giai đoạn nhất định, chứ không thể giữ được sự liền mạch từ đầu chí cuối mùa bóng. Từ nhân sự, thể lực, tâm trí, mọi thứ đều bất ổn bên trong Old Trafford. Solskjaer nhận dự án này và cố gắng giải quyết từng vấn đề một. Mọi chuyện vẫn chưa hoàn thành, nhưng bức tranh chung mà Ole đã vẽ ra đã sáng hơn Van Gaal hay Jose Mourinho rất nhiều. Chỉ ít, các cầu thủ có cảm hứng khi thi đấu dưới quyền Solskjaer. Mặc dù MU vừa đánh rơi chiến thắng trong trận hòa không bàn thắng trước Leeds United, nhưng chúng ta vẫn phải công nhận một điều, MU đang dần tự tin trở lại để trở thành một MU mạnh mẽ nhất trong những mùa sau và sau nữa dưới thời Solskjaer. Đây thực sự không phải một bước lùi, mà chắc có lẽ đây là chiến thuật của Ole Gunnar Solskjaer trước trận chiến quan trọng ở bán kết Europa League vào giữa tuần. Nhưng như đã nói, với một đội bóng từng đánh mất sự tự tin và có thể thua bất cứ đội nào ở Premier League, đây là một tiến bộ vượt bậc. Những dấu ấn về chiến thuật vẫn khiến người khác hoài nghi về trình độ của Solskjaer.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.